Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Chương trình Thế giới nhìn từ Vatican xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Thúy xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này và đây là bản tường trình đặc biệt của chúng tôi. Ai sẽ kế vị Đức Giáo Hoàng? Tiên đoán của chính Đức Thánh Cha Francisco. Tờ Aletheia, nghĩa là chân lý tỏ tường. Số ra ngày 30 tháng 9 có bài của Caitlin N. Hardrup, nhan đề Pope jokes his successor will be John 24, nghĩa là Đức Giáo Hoàng nói đùa rằng người kế vị ngài sẽ là Đức Giáo Hoàng Gioan 24. Kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Đáp lại lời mời cử hành lễ mừng 75 năm thành lập của một giáo phận vào năm 2025, Đức Thánh Cha Francisco nói đùa rằng vị giáo hoàng tiếp theo sẽ làm điều đó. Đến năm 2025, một người kế vị của Đức Giáo hoàng Francisco sẽ ở trên ngai tòa thánh Phaero và tên của ngài có thể là Đức Giáo hoàng 24. Chính Đức Francisco đã nói như trên để đáp lại lời mời của Đức Giám mục giáo phận Ragusa bên Ý. Đức cha Giuseppe La Placa giải thích nhận xét hóm hình trên của Đức Giáo Hoàng đưa ra để đáp lại lời mời đến Ragusa vào năm 2025, nhân kỷ niệm 75 năm thành lập giáo hội. Vị giám mục nói với thông tấn xã Ansa, Đức Thánh Cha đã nở một nụ cười và một cái gật đầu đồng ý, và với một câu nói đùa, đã trả lời tôi bằng cách nói rằng vào năm 2025, Đức Gioan 24 sẽ thực hiện chuyến thăm đó. Sẽ không sớm có tân giáo hoàng. Vào đầu tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco nói với một đài phát thanh Tây Ban Nha rằng sức khỏe của ngài tốt sau cuộc phẫu thuật đại tràng vào đầu tháng 7. Ý tưởng từ trước chưa hề thoáng qua tâm trí tôi, Đức Giáo hoàng nói. Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng cũng nói rõ rằng ngài luôn ghi nhớ rằng cuộc sống là ngắn ngủi và chúng ta phải chuẩn bị cho cái chết của mình. Ngài sẽ bước sang tuổi 85 vào tháng 12. Vào năm 2014, khi trở về từ Hàn Quốc, ngài đã nói đùa với các nhà báo rằng trong 2 hoặc 3 năm nữa, ngài sẽ về nhà của cha. Tên của Đức Tân Giáo Hoàng. Vì cái tên mà vị giáo hoàng tiếp theo có thể chọn, nó sẽ hoàn toàn tùy thuộc vào ngài. Nếu ngài lấy tên Đức Gioan 24, ngài sẽ theo bước chân của Thánh Gioan 23, người khởi xướng công đồng Vatican II, và được gọi là vị giáo hoàng tốt lành hay vị giáo hoàng của những nụ cười. Đức Gioan 23 được Đức Thánh Cha Francisco tuyên thánh vào năm 2014 cùng với Thánh Gioan Phaolô đệ nhị. Như thường lệ, lễ nhớ của ngài không phải là ngày ngài qua đời, mà là ngày 11 tháng 10, là ngày ngài khai mạc công đồng Vatican II. Đức Thánh Cha Francisco đã phá vỡ các truyền thống gần đây để chọn một cái tên hoàn toàn mới chưa từng được sử dụng bởi một vị giáo hoàng nào trước đây. Đây là lần đầu tiên điều này xảy ra từ thế kỷ thứ 10. Ngài nói rằng cái tên đến với ngài trong khi một vị hồng y ôm lấy ngài ngay sau cuộc bầu cử. Đức hồng y ôm tôi và nói, đừng quên người nghèo. Và điều đó làm tôi cảm động. Người nghèo. Ngay lập tức, tôi nghĩ đến Thánh Francisco thành Assisi. Thánh Francisco là một người của hòa bình, một người nghèo khó, một người yêu thương và bảo vệ tạo vật. Nếu vị giáo hoàng tương lai chọn tên Francisco một lần nữa, ngài sẽ được gọi là Francisco đệ nhị. Đức mẹ tháo gỡ các nút thắt. Cuộc trò chuyện của Đức cha Placa với Đức giáo hoàng diễn ra trong một buổi tiếp kiến riêng vào ngày 27 tháng 9. Ngài cũng báo cáo rằng chuyến thăm đã gây ấn tượng mạnh về tâm hồn người cha và tinh thần tông đồ của Đức Thánh Cha. Đức cha đã tặng một món quà cho Đức giáo hoàng do nghệ nhân Giovanni Scalabriari thực hiện. Ông đã đồng hành với Đức giám mục trong chuyến viếng thăm Vatican. Người nghệ sĩ đã tặng cho Đức Francisco một bức tượng bằng đồng mô tả Đức mẹ tháo gỡ các nút thắt. Tác phẩm cao khoảng 2 feet, tức là 0.61 mét và được làm bằng kỹ thuật sáp. Đức mẹ tháo gỡ các nút thắt, tiếng Anh là Our Lady Under of Knots, là một tước hiệu của Đức mẹ rất được Đức Thánh Cha yêu thích. Ngày lễ Đức mẹ tháo gỡ các nút thắt được mừng vào ngày 26 tháng 9.
Đức Thánh Cha Francisco chấp nhận đơn từ chức của Đức Cha DiMarzio, Giám mục Brooklyn, chỉ định Giám mục Columbus kế vị. Hôm thứ Tư 29 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco đã chấp nhận đơn từ chức của Đức Cha Nicolas DiMarzio, Giám mục Brooklyn, người đã được tòa thánh minh oan trước một cáo buộc lạm dụng tình dục hoàn toàn vô căn cứ vào đầu tháng này. Bộ Giáo lý Đức tin đã xem xét kết quả của một cuộc điều tra độc lập đối với các cáo buộc chống lại Đức Cha DiMarzio và xác định rằng các cáo buộc không hề có chút hơi hướng của sự thật, theo một tuyên bố ngày 1 tháng 9 từ Tổng giáo phận New York. Đức Cha DiMarzio năm nay 77 tuổi, đã qua 2 năm tuổi mà theo giáo luật, các giám mục buộc phải đệ trình đơn xin nghỉ hưu lên Đức Giáo Hoàng. Hôm 29 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Cha Robert J. Brennan của Columbus, Ohio, kế vị Đức Cha DiMarzio, lãnh đạo giáo phận Brooklyn, với 1,5 triệu người công giáo. Brooklyn bao gồm các quận Brooklyn và Queens, là giáo phận lớn thứ 5 của Hoa Kỳ. Đức Cha Brennan, 59 tuổi, lớn lên ở Bronx và là người New York suốt đời trước khi được bổ nhiệm làm giám mục của Columbus vào năm 2019. Ngài sẽ là giám mục thứ 8 của Brooklyn vào ngày 30 tháng 11 tại nhà thờ chính tòa Thánh Giuse. Trong một tin nhắn video ngắn gọn gửi đến giáo phận vào ngày 29 tháng 9, Đức Cha Brennan nói, nếu anh chị em kiên nhẫn với tôi hứa sẽ cống hiến cho anh chị em tất cả. Tôi có rất nhiều điều để học hỏi từ anh chị em, các linh mục của giáo phận Brooklyn, từ sự khôn ngoan, kinh nghiệm của anh chị em. Tôi cần sự giúp đỡ của anh chị em. Ngài nói rằng sự cộng tác của Ngài với các linh mục của giáo phận Columbus là một trong những nguồn sức mạnh và niềm vui lớn nhất đối với tôi, và Ngài yêu mến họ như những người anh em của mình. Vị giám mục đã cầu xin sự khoan dung với nỗi buồn của mình khi rời giáo phận hiện nay và nhìn thấy trong đó một dấu hiệu cho thấy sự tin tưởng tuyệt đối của tôi nơi lòng nhiệt thành của mình để được biết và yêu thương anh em, sánh vai với anh em trong sứ vụ rao giảng tin mừng. Hiện tại, chúng ta hãy hiệp nhất trong những lời cầu nguyện huynh đệ của chúng ta cho nhau. Đức Cha Brennan là con cả trong gia đình, có 5 người con và lớn lên ở Lindenhurst, thuộc hạt Suffolk, New York. Ngài lấy bằng cử nhân toán học và khoa học điện toán tại Đại học St. John's ở Queens. Sau khi được thụ phong linh mục năm 1989 tại Huntington, New York, Cha Brennan làm linh mục quản xứ, thư ký giám mục và tổng đại diện cho trung tâm giáo phận Rockville trước khi được bổ nhiệm giám mục phụ tá cho giáo phận vào năm 2012. Ngài là người có khiếu về ngôn ngữ, thường xuyên cử hành thánh lễ bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, kể cả trong cơ sở cải huấn hạt Nassau. Đức Cha DiMarzio được tấn phong giám mục phụ tá của New York vào năm 1996. Ngài làm giám mục của Camden từ năm 1999 cho đến năm 2003. Khi được bổ nhiệm làm giám mục của Brooklyn trong thời gian ở New York, Ngài làm giám mục cho Theodore McCarrick, người từng là tổng giám mục của New York từ năm 1986 đến năm 2000. Các cáo buộc chống lại DiMarzio được đưa ra trong các vụ kiện dân sự và liên quan đến thời gian bị giám mục làm linh mục trong Tổng giáo phận New York vào những năm 1970. Vào năm 2019, New Jersey đã đình chỉ thời hiệu đối với các vụ kiện lạm dụng tình dục nhân sự, cho phép các thư kiện diễn ra trong thời hạn 2 năm cho các vụ kiện liên quan đến các cáo buộc được cho là đã diễn ra hàng chục năm trước. Theo các quy tắc được thực hiện bởi Đức Thánh Cha Francisco trong tài liệu Vos Estis Los Mundi vào tháng 5 năm 2019, Tổng giám mục của giáo tỉnh đã điều tra các cáo buộc lạm dụng chống lại các giám mục khác trong khu vực của mình. Tòa Thánh đã ủy quyền cho Đức Hồng Y Timothy Dolan của New York tiến hành cuộc điều tra, và Ngài đã thực hiện điều này thông qua việc thuê một công ty luật bên ngoài. CDF đã xem xét các kết quả điều tra, kết luận rằng các cáo buộc không hề có chút hơi hướng của sự thật. Đức Cha DiMarzio cho biết vào ngày 1 tháng 9 rằng Ngài đã hoàn toàn hợp tác với cuộc điều tra này bởi vì tôi biết tôi không làm gì sai. Tôi đã cầu nguyện cho một kết luận của cuộc điều tra này và những kết quả cuối cùng này xác minh thêm, như tôi đã luôn nói, rằng những cáo buộc này hoàn toàn không có giá trị.
tiến sĩ George Weigel, nền ngoại giao của Vatican tạo được sự khác biệt. Tiến sĩ George Weigel là thành viên cao cấp của Trung tâm Đạo đức và Chính sách Công cộng Washington và là người viết tiểu sử Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Ông đã có một bài nhận định sau, đăng trên tờ First Things về chính sách ngoại giao của Tòa Thánh. Bài viết có nhan đề Vatican Diplomacy Making a Difference, nghĩa là nền ngoại giao của Vatican tạo được sự khác biệt. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Tuy Vân. Ngày 25 tháng 6 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher, Tổng trưởng quan hệ với các dân nước của Tòa Thánh, nói nôm na là Bộ trưởng Ngoại giao của Vatican, đã nói trong một cuộc họp báo rằng Ngài và các đồng nghiệp của mình không tin rằng việc Vatican lên tiếng công khai về cuộc đàn áp lớn đang được tiến hành ở Hương Cảng có thể tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào. Tôi xin phép không đồng ý. Việc Vatican lên tiếng bênh vực các quyền cơ bản của con người như tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do lập hội và tự do báo chí ở Hương Cảng thực sự có thể tạo ra sự khác biệt. Hãy để tôi chỉ ra các phương cách. Nó sẽ tạo ra sự khác biệt lớn về mặt tinh thần và nâng cao dũng khí của những người công giáo Hương Cảng, can đảm như Jim Lai, người bạn của tôi, hiện đang ngồi tù, và luật sư ủng hộ dân chủ cao quý Martin Lee. Những người đàn ông này thực sự thắc mắc tại sao âm thanh của sự im lặng lại thịnh hành ở Roma, trong khi họ đang bị bắt bớ, truy tố và bỏ tù vì sống theo chân lý được Chúa mà họ tin theo dạy bảo và cũng được dạy bởi giáo hội mà họ yêu mến. Nó sẽ tạo ra một sự khác biệt đáng kể đối với những người công giáo bất khuất ở cả Hương Cảng và Trung Quốc đại lục. Nhiều người trong số những người nam nữ dũng cảm này cảm thấy bị thẩm quyền trung ương của giáo hội bỏ rơi và họ tự hỏi tại sao. Họ hiểu rằng điều mà bọn cầm quyền Cộng sản Trung Quốc muốn không phải là đối thoại với Vatican, mà là sự phục tùng hoàn toàn của giáo hội công giáo đối với nhà nước Trung Quốc do Đảng Cộng sản thống trị và đối với chương trình Trung Quốc hóa tất cả các tôn giáo. Họ không chấp nhận quan điểm cho rằng việc đầu quân cho những kẻ độc tài toàn trị như Tập Cận Bình cuối cùng sẽ cải thiện tình hình của họ. Bởi vì họ biết rằng cuộc đấu tranh của họ giống như cuộc đấu tranh của giáo hội ở Trung và Đông Âu sau Thế chiến thứ hai là một trò chơi có tổng bằng không, nghĩa là ai đó sẽ thắng và ai đó sẽ thua. Nó sẽ tạo ra sự khác biệt cho tương lai của việc truyền giáo ở Trung Quốc. Chế độ Cộng sản Trung Quốc không bất tử. Khi điều đó diễn ra, và chắc chắn sẽ xảy ra, Trung Quốc sẽ trở thành cánh đồng truyền giáo Kitô lớn nhất kể từ khi người Âu Châu đến vùng Tây bán cầu này vào thế kỷ 16. Lợi thế so sánh sẽ nằm ở những cộng đồng Kitô giáo chống lại chế độ tồi tệ đã sụp đổ, chứ không nằm ở những cộng đồng đã cố gắng tìm một chỗ ngồi chung với những kẻ không muốn đồng bàn với ai. Ngay sau nhận xét của Đức Tổng Giám mục Gallagher, National Review đã đưa ra những nhận xét này. Trong tương lai, khi Trung Quốc là một quốc gia tự do, người dân sẽ nhìn lại không có gì khác ngoài sự ghê tởm đối với vô số tập đoàn, tổ chức và những người nổi tiếng của Mỹ đã giúp tạo ra sự cai trị độc đoán dưới một số quan niệm sai lầm đến mức ngu dũng, rằng người dân Trung Quốc hoàn toàn bằng lòng để sống vô thời hạn mà không có các quyền tự do cơ bản mà chúng ta đã coi là đương nhiên trong hơn 200 năm qua. Không một nhà ngoại giao Vatican nào lại muốn sự khinh miệt tương tự rơi vào giáo hội công giáo. Nó sẽ tạo ra sự khác biệt trong việc khôi phục thẩm quyền đạo đức của Tòa Thánh trong nền chính trị thế giới. Vatican không có quyền lực thực sự như thế giới hiểu về quyền lực. Năng lực của Tòa Thánh trong việc định hình các sự kiện, dù ở hậu trường hay trên bàn đàm phán quốc tế, hoàn toàn phụ thuộc vào đòn bẩy đạo đức mà Tòa Thánh có thể áp dụng, đặc biệt là trong những tình huống khó khăn và dường như đầy chông gai. Nhờ chứng tá táo bạo trước công chúng của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, đòn bẩy đạo đức như vậy
đã là công cụ để định hình cuộc cách mạng lương tâm, chuẩn bị và làm nên cuộc cách mạng năm 1989 ở Đông Trung Âu. Thẩm quyền luân lý của Vatican cũng rất quan trọng trong việc chống lại những nỗ lực của chính quyền Clinton nhằm tuyên bố phá thai theo yêu cầu là một nhân quyền cơ bản của con người tại Hội nghị Thế giới về Dân số và Phát triển ở Cairo năm 1994. Trong cả hai trường hợp, nói một cách mạnh dạn, công khai và mạnh mẽ tạo ra sự khác biệt thực sự và biến việc giảng dạy đạo đức thành đòn bẩy đạo đức và chính trị. Nếu bài học đó đã bị lãng quên ở Vatican thế kỷ 21, thì nó cần phải được xem xét lại. Nó sẽ tạo ra sự khác biệt trong việc quảng bá học thuyết xã hội của giáo hội, vốn thường là vấn đề đối với các lớp học hơn là ở các quảng trường công cộng. Giáo hội phản kháng ở Hương Cảng và Trung Quốc không nhận tín hiệu từ John Locke và Thomas Paine. Họ đang sống những nguyên lý cơ bản của học thuyết xã hội công giáo và sự hiểu biết về mối quan hệ đúng đắn giữa giáo hội và nhà nước. Tất nhiên, học thuyết xã hội đó có những ứng dụng vượt xa biên giới Trung Quốc. Nhưng nếu nó dường như bị các nhà chức trách cao nhất của giáo hội phớt lờ trong những trường hợp khó khăn nhất, thì nó bị giới hạn trong giới học thuật mà thôi. Nó sẽ tạo ra sự khác biệt khi đưa Luca chương 22 câu 32 vào cuộc sống trong giáo hội đương đại. Chúa đã hướng dẫn Phêrô củng cố các anh em của mình. Những người anh em của Phêrô ở Hương Cảng không cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh bởi Phêrô và những người cộng tác thân cận nhất của Ngài ở Vatican ngày nay. Họ cảm thấy điều gì đó hoàn toàn ngược lại. Và đó có lẽ là lý do nghiêm trọng nhất tại sao Tòa Thánh nên xem xét lại những âm thanh của sự im lặng đối với Hương Cảng và thực sự là toàn bộ Trung Quốc. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.